Sao vậy? Sao vậy con? Con mua giùm ba nha. Cảm ơn Mio, đi cẩn thận nha con. Chạy ra cho ba coi. Hôm nay sẽ nấu canh rong vị cho bé ăn, cho nó lợi sữa, sẽ cái phần da bụng đỡ nha, liền da bụng. Thay vì sẽ phải lấy bằng là thì sẽ ủi sẽ là ăn này hết. Khi mà Mio mới được 3 tháng tuổi thì Thiên Vương phải có một chuyến lưu diễn bên Mỹ. Trong khoảng thời gian mà 3-4 tháng mà Thiên Vương đi diễn ở nước ngoài thì bà xã là một mình ở nhà chăm con. Thời điểm đó là rất là cực, mà bây giờ không có người phụ ở nhà nữa. Trong vòng một tháng trời Thiên Vương đi về là thấy bà xã ốm hẳn, cho nên là mình làm cái gì để cho bà xã cảm thấy là bù đắp lại được thì mình làm. Canh rong biển thử nha. Thấy sao? Được. Ngon lắm. Đang ăn hết tôi. Có vẻ khoái canh này quá à. Hấp dữ. Ngại ngùng gì nữa, bưng nguyên tô lên. Hấp. Sáng sớm nãy có người nấu cho mình ăn mà mình bỏ thì kỳ đúng không? Sáng nào làm tô. Quan trọng có người nấu hết chứ. Ăn xong á, bé sẽ cho con uống sữa. Xong rồi mình tranh thủ mình dẫn con đi khám. Nó vẫn còn khò khè không ra. Khó chịu nè. Nó ho đó, thấy không? Dịch lên. Đây. Nếu mà ấy thì ngày mai á, đi khám lại. Rồi, mình vô đây con. Chú. Giỏi quá. Thế bé này sao hôm nay đi khám đây? Hôm bữa là đi khám một lần rồi. Nhưng mà bác Thảo bên kia thì nói là bị cái đàm chặn cổ họng á. Thì bây giờ mà bắt kiểm tra lại. Dạ rồi. Mio phụ ba cái Mio. Dạ. Rồi con cầm cái này giùm ba nè. Rồi. Con. Dạ, bác sĩ. Anh xem cái hình xem. Mùng 8 tháng 8. Dạ. Con. À. Qua nha. Chút xíu ra chút xíu con trai. Đúng rồi, giỏi. Chút xíu thôi cho bác sĩ ngó cái mũi hình cái. Chụp đi. Con nghiêng bé qua bên này chút xíu để xem khám cái lỗ tai bên phải trước nhé. Rồi. Ráng một chút. Rồi. Bên kia chút xíu nữa nha. Đó. Bên này thì soi thì thấy cái mũi của bé nó chảy dịch rất là nhiều ha. Đó, nó chảy xuống họng. Này. Trong cái chỗ cái khí quản. Đó là bé nó có đàm á. Dạ. Nó làm ngứa cổ, nó ho. Bác sĩ sẽ ghi một toa thuốc, trong đó có mấy cái chai nước muối. Rồi, xong rồi ba mua cho bé nhỏ này, bé nhỏ nhỏ vào trong mũi ha. Em bị sợ bác sĩ. Em bị sợ bác sĩ chết. Bác sĩ đâu có chết. Con làm sao, con có sợ bị chết không? Hôm trước con hấp, con hấp to. Thì mình có thể lên lầu 4 hay mình mua nhá. Xong rồi xuống như này rồi bác sĩ chỉ cho ba cái cách về nhà, ba nhỏ nước muối cho em con như thế nào ha. Rồi Mio ơi, con lại đây bây giờ xíu.
Nè, bây giờ ba với em bé em ở đây để mà bác sĩ hút hút mũi cho mấy em. Con cầm cái này con đi lên ngay chỗ hiệu thuốc lầu 4. Con mua giùm ba nha. Được không? Dạ. Cảm ơn Mio, đi cẩn thận nha con. Bye bye đi con, bye bye đi con, bye bye con. Mẹ đi nha, bye bye bắp bắp nha. Bye bye. Nè. Bắp ơi. Không ai chơi với con á hả? Không ai chơi với con á hả? Tội nghiệp quá vậy. Tội nghiệp cũng ai chơi với con hả? À. Rau nha, Hồng Tâm nè. Nè, cho Hồng Tâm một miếng nước rau nè. Nè, 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 nước nè, nước nè. Nước nè, nước nè, nước nè. Wow. Làm muốn nước nè. Muốn nước nè. Giỏi. Bà cho uống nước. Nước nè, nước nè. Nước nè, nước, 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 nước. Nè, 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 miếng nước nè. Nè, nước nè, nước nè, nước nè, nước nè. Nước mà. Nước nè. Uống nước, uống nước, uống nước để mình không có bị bó. Không có bị đi bó nè, 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 nè. Nước mà. Không thích ăn cũng phải ăn một chút xíu chứ. Ăn được có tí xíu à. Hồng Tâm ngoan nè, Hồng Tâm. Mà tắn tắn đâu, tắn tắn đâu. Tắn tắn. Màu đẹp quá. Xong 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 xong. Sao vậy? Sao vậy con? Sao vậy? Lấy bắt cơ nghe coi sao mà khóc. Bắt cơ cứu con. Ai. Ai. Tao cái mặt một cái. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đi chơi, đi chơi, đi chơi nè. Đây đây bà ba gửi khăn rồi cái. Hồng Tâm thấy chưa? Hồng Tâm ăn phí không? Bỏ hết cái chỗ đó rồi. Thấy không? Mấy em bé khác không có để mà ăn sao Hồng Tâm phí quá vậy? Ừ? Ừ? Hay là Hồng Tâm không thích ăn cái món này? Mà cho bác ăn ha. Wow, tắng. Ngon quá, ngon quá. Wow, ngon quá. Hôm nay là cháo đậu Hà Lan với tôm nha. Wow. Wow, ngon không? Wow, ngon quá. Chết rồi. Wow. Ăn nè.
ấm giỏi. Đậu Hà Lan với cháo ngon quá đúng không? Nè ngon quá à, ngon quá nào má ạ. Bà thì ghét cái cuối cùng cho con nữa. Xong rồi, em ra uống nước thôi. Con dám cười, con dám cười ba ba. Ý nó là ba không biết cho con ăn đúng không? Nè, mở miệng ra nè. Cái gì? Dám cắn cái muỗng của ba ba hả? Tiếp tục nè. Hai anh em làm đua nè. Ba. Hai. Sai. Thương quá. Tiếp tục. Một. Hai. Ba. Mẹ con đã đi rồi. Chúng ta không còn chơi trò chơi con nít nữa. Chúng ta phải chơi trò bạo lực. Bắp giỏi quá. Bắp giỏi quá. Ấp nè. Ấp nè. Khi mà nghiệp diễn ở bên nước ngoài rất là nhiều thì nghiệp gặp những người bạn, họ đã dạy những em bé sơ sinh khoảng 2 đến 3 tháng bắt đầu tập luyện, tập quen dần với thể thao, là với cơ thể giãn thả lỏng ra. Thì anh đó vô tình anh chỉ cho Nghiệp cách cầm nắm nó như thế nào cho nó hợp lý, để cho nó không có bị đau hay gì hết. Thì từ lúc đó Nghiệp mới tập nó từ từ thấy nó phù hợp với cách mà mình đang hướng con của mình theo. Những động tác của Quốc Nghiệp làm cho Hồng Tâm á, theo mọi người nhìn thấy thì cảm thấy rất là nguy hiểm và cảm thấy đó là những động tác siết. Nhưng mà mấy đứa trẻ nhỏ thì bất cứ một đứa trẻ nào cũng có khả năng làm được điều đó. Người quan trọng nhất là người làm thế nào để giữ được thăng bằng cho đứa bé. Quốc Nghiệp đang cho bé Tâm có một cái sức khỏe tốt hơn và có một cái cảm giác thăng bằng tốt hơn. Và ấp ơi, ấp ơi, ấp ơi. Giỏi quá. Nè cái này ơi. Chạy ra cho bà coi. Nắm ra chạy ra. Cái này là để sơn nè. Lót ở đây. Rồi ra đây. Con là cây này nha. Được không? Căn nhà này đã 4-5 năm rồi là chưa có sửa sang, với lại là chưa có sơn phết lại. Là nhiều những nét vẽ ngoạc ngoạc, những tác phẩm của Candy nhìn trông rất là dơ. Cầm đi nè. Thấy không? Đẩy. Đập ơi, sơn lại. Nước sơn. Tránh ra. Qua đây. Bây giờ cái này sơn đi. Đấy. Wow, giỏi vậy. Rồi xong luôn, dính gỗ rồi. Cái này sơn quá dở. Sơn lại đi, sơn bên này nè. Sơn này đi. Ê, khoan. Rồi bây giờ nghỉ tay đi, nghỉ tay. Con bỏ này xuống này đi, bỏ nó đi. Rồi xong luôn. Rồi cái chân cái gì cái kia. Rồi phụ qua nè. Rồi con đem cái bảng này ra ngoài cho ba. Đi ra ngoài á. Khiến đi, khiến cái bỏ ngoài kìa, bỏ ngoài. Rồi. Ba đố cái này nha, cái này cái gì đây? Cái bàn tay của ba. Này bàn tay của ai? Bàn tay của mẹ.
Rồi, còn đây là cái gì đây? Bàn tay của đây. Hai cái. Cho đây. Bà đố Candy nha. Lúc này là con mấy tuổi đây? Con 3 tuổi. Mấy tuổi? Mấy tuổi? Con đi. Đó, ông thần tài ui. Ông thần tài. Bây giờ bà đố Candy lúc này Candy mấy tuổi? 3 tuổi. Bà hỏi con mấy tuổi? Mấy tuổi con mấy tuổi? 4. Trời. Nó 4 tuổi không? Ừ. Bây giờ cái này mấy tuổi? 4 tuổi. Hiện tại cái này mấy tuổi? Hiện tại thì mấy tuổi? Ba đang hỏi gì mấy tuổi? Ba đang hỏi gì mấy tuổi? Lúc này là Candy mới có 1 tuổi thôi. Thôi, thằng Bòm còn có cái trống cơm. Thằng Bòm. Thằng Bòm sao? Thằng Bòm. Bòm nó có cái trống cơm á. Hiệu qua Khiên nghe đi. Đã lên. 2, 3, Khiên nghe. Thằng Bòm. Hiệu qua Khiên qua. Trống cơm. Bà em. Khiên nghe với ba nè. Đã lên. Nặng quá. Bị Khiên nghe. Bày con thiệu cơm nhẹ. Khiên nghe. 1. À. Mày ra nghe. Mày ơi. Mày ơi. Đi qua bà Tư mua làm mát ly cà phê đi. Đi bộ bà mua nó bà Tư bán 3 ly cà phê đá. Nói bán cho 1 ly cà phê đá dưới mua 1 cái kẹo cho con ăn. Đi mua bà Tư đi. Bà Tư bán bệnh á. Đi lại lên. Mang dép vô đi nhanh lên. Mua cái kẹo nha. Cái kẹo ngậm á. Cái kẹo ngậm á. Rồi mua 1 ly cà phê đá cho ba. Trả bà Tư 10 ngàn nha. Dạ đi. Dạ. Đi. Con kẹo. Con một kẹo dâu ạ. Ờ, kẹo ngậm cho con. Kẹo dâu ạ. Kẹo dâu ạ. Ừ, hiểu qua Tư đi. Hiểu qua Tư đi. Để lên. Chạy đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Candy qua không biết con diễn giải làm sao mà cuối cùng mua được ly cà phê mà cầm về cái kẹo. Ủa bà Tư bà nói làm sao? Cà phê cho ba đây. Cái kẹo đây. Wow, ăn kẹo luôn. Ngậm ăn đi. Nói chuyện ăn dính cái bọc quá nha. Bỏ cái bọc ra. Rồi, lại đi sơn với ba nè. Lại đi. Có gì, có gì. Đứng lên, ba bỏ trong túi. Đứng lên, ba bỏ túi. Đứng lên. Đứng lên đi mà bỏ túi. Rồi. Ở đây sơn tiếp nè. Đi nghe để ba đổ nước sơn nữa. Đây bà dán ba. Ba ăn nữa. Ăn kẹo nữa hả? Kẹo đâu rồi? Kẹo ba đi. Nè. Ăn cầm đâu rồi? Nè, thả mình ra. Chúng ta lại sơn nha. Ra đây. Ra đây. Ai? Ai?
rồi, bánh cáo ba luôn rồi. Quảng cáo rồi. Thôi ba dễ rồi nghe. Mày làm gì đó? Để lấy sơn cái ba nè. Để lên. Cầm đi. Cầm cái cỏ lên. Nè. Ding 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 ding. Ai? 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 Sơn kỳ vậy? Wow. Yeah. Ta sẽ vẽ vô mặt. Nè, sơn nè. Dính rồi. Tao là bà Tám đi đi. Bây giờ ta sẽ sơn màu hồng. Cái chỗ này thì nữa ba sẽ cho cái này sơn. Ba cho cái này vẽ nha. Được không? Nè nè nè, sơn ở dưới nè. Cái này sơn ở dưới đi. Hết chưa? Cái này ơi. Cái này. Nhìn này, nhìn này, nhìn này nè. Bây giờ nè, cái tường này mai mốt con chỉ được vẽ lên đây mà thôi, nghe chưa? Vẽ chỗ màu hồng thôi, nghe chưa? Dạ. Không được vẽ bất kỳ chỗ nào, con nghe không? Dạ. Chỉ được vẽ ở đây mà thôi. Con mà vẽ chỗ khác là ba sẽ phạt con. Dạ. À, nhớ không? Dạ. Chỉ được vẽ ở đâu? Dạ, dạ. Ở đây. Con mà vẽ chỗ nào khác là ba phạt con. Nghe. Thử tưởng tượng một ngày đó, ví dụ như bé khoảng chừng một vài năm thôi, ví dụ sẽ có bạn bè chơi, bé sẽ nói đây, cái tường này là do ba của mình sơn đó. Đó là một cái điều mà chắc lẽ là cha mẹ nào cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Đi ra đi, coi chừng té đó nghe. Rồi tắm đi. Cái này là con cá vàng bơi đi. Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi. Ba mở nhạc cho con nghe. Rồi chuẩn bị vô. Cái điểm múa bắt người quá à. Ở đây con cá vàng kia. Nước mưa đây, mưa nghe, mưa rồi. Ở đây. Này. Under the sea we after hope. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Since life is sweeter, we got to be here naturally. Xíu rồi, cho bác sĩ ngó cái mũi một cái. Trời. Bên kia chút xíu nữa nha. Con lại đây bên nhờ xíu. Ba với em ở đây để mà bác sĩ hút này, con đi lên ngay chỗ hiệu thuốc lầu 4. Con mua giùm ba nha. Được không? Dạ. Cảm ơn Mio, đi cẩn thận nha con. Từ thôi. Ngoài nè. Từ thôi con.
cà chua chưa? Ủa, alo. Ai có ai không? Đây là cà chua chưa? Ba để ý, ba thấy nãy giờ bé nó hắt xì đúng không? Mấy lần đó, có khả năng bé này nó có cái cơ địa nó dị ứng đó. Đúng đó, rồi, mẹ nó bị dị ứng mà. Đó, mẹ dị ứng, tại vì cái dị ứng nó có cái tính chất di truyền. Cho nên thường ba mẹ bị thì con hay bị. Và đối với một cái cơ địa dị ứng như vậy á, thì nó lại càng chảy dịch nhiều. Ủa mày cười lẽ ha. Con cá đi, đi ơi, nhiều con cá quá đi à, nhiều con cá nhỏ quá đi. Con lên số 4. Số 4 là số 4 gặp ai? Con đi lấy thuốc này. Mua thuốc hả? Rồi. Số 4 con. Yên ơi, con mua thuốc hả? Ba mẹ con đâu? Mẹ đi rồi. Ba nó có đi không? Ba mẹ không có đi hả? Vậy con đi khám bệnh với ai? Con đi với ba, còn em mới đau bệnh rồi. Tiền là cho cô đó, con có tiền không? Sao mà không có? Con cầm cái này con đi lên cái chỗ hiệu thuốc lầu 4, con mua giùm ba nha. Cảm ơn Mio. À biết cô, ba quên đưa con rồi, cô quên trả tiền cho cô rồi. Tiền ba con đi. Gã xuống hả? Xuống à? Cho tôi mua thuốc. Sao con? Con chưa có mua thuốc, con không có tiền có chừng. Đây, con cầm tiền đi. Đi mua thuốc nha. Dạ. Nhanh nha. Dạ. Hào. Lên. Con mua thuốc rồi ba. Xem kiểm tra đúng rồi, không? Cho bác sĩ mượn xem. Giỏi quá.
thưa bác sĩ, con he mà. Bây giờ thế này, em bé con, em con á đang có bệnh ha. Cho nên là con nhớ là ví dụ như con có ho, con có cảm, sổ mũi gì á thì không có được hôn bé nha. Mình hôn như vậy mình lây vi khuẩn. Con ho, con che miệng. Ừ, con che sao, con chỉ cho bác sĩ coi. Ờ, mình chơi cái gì thì mình chơi nhẹ nhàng nha, nhỏ nhỏ thôi nha. Để con cho bé ngủ. Nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ. Ờ, rồi, giỏi. Trời mẹ ơi bố. Con làm vậy em bé đau sao? Ở đó nè. Bây giờ Mio qua bên phòng pin đi nha. Con muốn chơi với ba, con muốn nằm với ba. Ba em đã bị bệnh rồi. Em không chịu ngủ sớm. Đúng rồi, em đang bệnh thì rồi. Bây giờ hôm nay là mẹ phải ở đây với em. Nhưng mà ba cũng phải ở đây phụ mẹ, cho nên Mio về. Mio giỏi, Mio về Mio ngủ một mình được không? Con ngủ một mình được, con sẽ chắc chắn rồi. Giờ qua phòng ba tắt điện cho Mio đi ngủ. Chúc Mio ngủ ngon nha. Rồi, Mio qua ba tắt điện cho Mio đi ngủ nè. Con muốn ngủ bên đây á. Ở bên đây nhỏ xíu không ngủ được. Con lớn rồi, 4 tuổi rồi mà. Rồi. Bye bye Mio. Con ở đó, ba rót nước cho con. Rồi ngồi đó, ba rót nước. Rồi, ba vô đây. Mio có muốn uống sữa luôn không? Uống sữa. Mio đây cho sáng. Mio đây không có sáng đi. Ra đây uống sữa xong rồi đi vô ngủ nha. Uống sữa xong mà cậu uống nước rồi vô ngủ. Uống nhanh nha. Ôi, không. Uống nhanh lên, uống nhanh lên đi ngủ chứ. Ba bị bệnh rồi đó. Sao ba bị bệnh này? Ừ. Sao ba bị bệnh này ba? Ba thiếu ngủ, ba thiếu ngủ. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Con đi đâu đó? Mio. Em bé em đang ngủ. Con hứa mẹ xíu rồi có con ngủ nha. Xíu xíu thôi nha. Em bé em đang ngủ không? Mio. Em cha em hôn chút cũng được rồi, ông hôn một cái ha. Đi, BBB đi rồi đi ngủ đi. Rồi. Bye bye nha, bye bye mấy lần rồi nha. Rồi, vô. Làm giờ này con làm con thỏ làm gì? Mio. Con. Rồi, ổn rồi. Giờ Mio có muốn ba đọc truyện với Mio hay là gì trước khi ngủ không? Có không? Một truyện thôi. Pinkie Pie đúng không? Rồi, đây là ai đây? Pinkie Pie, Apple Jack, Butterfly, Apple Blue. Rồi, bác Khét là đầu bếp tài ba nhất. Bác cô dùng phép thuật giữ cho chiếc bánh thăng bằng. Mọi người xuất phát đầy khí thế. Pinkie Pie, đúng rồi. Pinkie Pie hồ hởi nói: "Chà, chiếc bánh này được làm từ vị hạnh nhân, hòa quyện với vị phô mai không ngon." Cô nói thế sẽ không nói đâu, thế nên cô chưa kịp nói dứt câu đã nghe thấy Pinkie Pie hét to: "Dừng lại!" Đang thu lượm quả trong khu vườn anh đào thì Pinkie Pie bước đến cười teo tét miệng mà nói: "Cậu có cần tớ giúp không?" Applejack đáp lại với vẻ đề phòng: "Cậu hứa sẽ không hỏi nữa nữa." Tớ hứa rồi, xong. Applejack định nhượng bộ nói: "Sao?" Cửa phòng mở ra thì Applejack không có ở đó. Cô đổ ra khỏi phòng từ lúc nào? Rồi từ từ trở về. Hết chuyện, xong, đi ngủ. Ngủ.
bây giờ chỉ là 1 triệu thôi. Nãy giờ 2 triệu rồi. 2 triệu nữa. Bây giờ vậy, mình đọc chuyện thạch xong mượn đuôi xong mình đi ngủ. Ok. Bây giờ mình đọc thêm 1 triệu nữa. Sao? Thế là chuyện hay lắm. Nè. Rồi, đọc đi. Không quên có một số người về của mình đã biết. Ok. Các bạn kêu rồi không nào? Thì các bạn nói chuyện đi, mình là đi học thì giờ chuyện chú là mình phải tính luôn. Quý con không cần vệ sinh bánh hận mà còn không may rồi. Cũng rất là đau đầu bởi vì luôn luôn trước giờ đi ngủ là một cái hoạt động mà gọi là tiêu hao năng lượng nhiều nhất. Để mà giống như giải tỏa được hết cái năng lượng cái ngày hôm đó rồi Mio mới đi ngủ. Thậm chí ba mẹ ngủ rồi nhưng mà Mio vẫn thức. Cô ơi, chúng ta đi thôi. Ê da da. Cũng chắc đây là lần đầu mà mình đi ra ngoài mà không có hai bà mẹ nha. Bà Bác Cơ biết hôm nay chúng ta đi đâu tập không? Đó là một nơi mà chúng ta, những cái kỷ niệm của chúng ta ở trong đó. Cái lúc mà mình diễn ở chỗ Xin Tinh Giỏ đó là mình bao nhiêu tuổi? Hay là 92. Năm 1998. Nếu mà 92 thì tôi mới có mấy tuổi? 1 tuổi, chưa tới 1 tuổi đã diễn rồi. Hồng Tâm diễn cái gì? Hồng Tâm chỉ biết diễn thôi. Dưỡi quá đi. Không biết bây giờ chỗ đó nó có thay đổi gì nhiều không? Chúng ta tới nơi rồi. Cái chỗ này lúc bà Bá với bác Cơ còn nhỏ nè. Bây giờ thay đổi nhiều quá ha. Sao nổi nặng lắm. Hey, chúng ta đi thôi. Tới nơi rồi. Nè, bà Bá dẫn con đi vô coi bà Bá tập rồi. Wow, đẹp quá. Cái chỗ này ngày xưa bà Bá diễn ở đây nè. Làm coi bà Bá tập nè. Đây nè, của con nè, Hồng Tâm. Sao? Ok. Bà Bá thay cái quần cho con dễ chịu nè. Xong rồi. Hồng Tâm xoạc ngang giống bà Bá nè. Năm xoạc ngang đi. Ê chà. Năm xoạc ngang đi. Đã. Đã đúng rồi, giỏi lắm. Con lên xe coi ba với chú nghiệp tập nha. Xin chào các ba. Ngồi đây xem ba tập nha chưa? Có biết điều đó không? Ê, hai đứa nè. Chúng ta tập thôi. Giờ ba với chú Nghiệp tập nha. Bắp ơi, vô nè. Coi nha.
tiểu rồi. Thi của mình đây dạy. Bắp bắp đã đầy chưa? À, bắp bắp cũng đầy rồi nè. Để cho ông tập thai xong thì bắp thai cho con nha. À, bà nó đang đây đây nè, bà chỉnh rồi bé nó xong rồi. Gia đình của Quốc Nghiệp là có truyền thống về nghệ thuật xiếc, cho nên là từ nhỏ thì ba và mẹ, kể cả ông nội nữa, đã hướng hai anh em vào những bộ môn nghệ thuật. Đến năm 10 tuổi và 11 tuổi gì đó thì hai anh em của cơ Quốc Nghiệp được một lần đi xem xiếc. Và vô tình lúc đó thì lại rất là thích xiếc. Từ cái đam mê đó, từ những cái nhìn đó, mình phải vô đoàn xiếc để tập luyện và trở thành diễn viên xiếc. Thôi, cảm ơn nha. Dạ.